Vâng, kính chào các bạn. Hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2019 đã xảy ra một sự việc rất nghiêm trọng tại Hà Nội. Đó là ngay khi Quốc hội Việt Nam bắt đầu khai mạc phiên đầu tiên thì những người dân chống lại bốt bẩn tại Bắc Thăng Long Nội Bài đã bị lực lượng rất lớn mật vụ Việt Nam mặc thường phục đến bắt, và trong đó có cả phụ nữ. Và đặc biệt khi bắt những người này, họ đã đưa vào trạm bốt ngay đó, họ đánh và họ dùng dùi cui, dùng những cái chân tay và đánh rất mạnh vào bụng những người phụ nữ này. Và họ sau đó họ đã cướp cả những cái điện thoại và khóa Facebook của những người này, tức là chiếm quyền điều khiển. Họ như vậy là vi phạm hoàn toàn vào vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Và sau đây chúng tôi mời các bạn theo dõi những cái thông tin được chúng tôi ghi nhận vào ngày hôm nay. Đây là video mà chị Huệ Như và những người bạn của chị buổi sáng nay đã ghi lại tại Bắc Thăng Long Nội Bài BOT. Thôi thì không cho đi thì đành phải vậy thôi. À, để cho chị viết cái giấy chị để lên đây để lúc nào họ ấy còn liên hệ. Không, em cũng phải viết cho chị cái giấy để lại đây. Viết vào số điện thoại chị để họ gọi chị lúc họ cần. Viết lại cái giấy để cái đây, còn tôi sẽ lên bộ công an nhá. Tôi sẽ để xe lại đây và tôi lên bộ công an. Viết lại số điện thoại để đây cho tôi. Cho em lên xe đi. Tôi sẽ lên bộ công an. Viết số điện thoại của chị vào đây và chị sẽ lên bộ công an. Một đoàn quân chắc đang chuẩn bị bắt tôi. Tôi sẽ lên bộ công an. Tôi sẽ lên bộ công an, tôi gửi đơn về cái hành động cướp bóc này các bạn nhé. Và như các bạn đã thấy, ngay sau clip này thì chị Huệ Như và nhiều người bị bắt họ đã giật điện thoại. Và tiếp sau đây là hình ảnh của chị khi bị bắt. Tại đây. Đây là những hình ảnh, những người mật vụ, người công an mặc quần áo thường phục đến bắt phụ nữ và dẫn giải đi. Họ quặt tay chị ra phía sau cũng như là cướp điện thoại của chị và liền sau đó đưa vào trạm bốt BOT bên trong để đánh chị. Đây là hình thức đánh phụ nữ. Một vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng tại Việt Nam. Và không biết Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang chống tham nhũng hoặc chống lợi ích nhóm như thế nào. Nhưng mà những hình ảnh này chúng ta sẽ thấy trên truyền thông Việt Nam và bây giờ trên truyền thông quốc tế cũng nhìn vào. Và sau đây chúng tôi xin chia sẻ cái thông tin sau khi chị Huệ Như bị giam giữ và bị đánh và được trả lại tự do thì chị đã có những cái bức xúc và chị đã nói cái điều đó cho mọi người trong và ngoài nước cùng biết. Mời các bạn cùng xem cái video mà chị Huệ Như đã chia sẻ. Cầm tiền đi. Sau khi mà tôi bị bắt và cướp điện thoại thì chúng nó đã dùng biện pháp để đánh sập cái Facebook của tôi và thay đổi mật khẩu. Bây giờ hiện tại là tôi không lấy lại được cái Facebook Huệ Như nữa. Mọi người vào cái fanpage Huệ Như nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy hình ảnh đấy thì thấy lúc mà tôi đã chuẩn bị đi gửi đơn lên Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội thì những người thanh niên đó mặc áo dân sự chạy đuổi theo tôi, và khi tôi đã có dịp lên xe thì họ đã bẻ quặt tay tôi lại và dùng chân để thụi vào bụng tôi, sau khi mà tôi kêu lên thì họ đã bịt mồm và tống tôi vào trong nhà điều hành. Và sau đó thì nói rằng là tôi mời chị đi lên công an huyện Sóc Sơn. Tôi bảo là các anh mời hay là các anh đánh tôi. Và điện thoại của tôi thì đã bị cướp. Sau một lúc thì tắt nguồn và chuyển lại cho tôi. Nhưng mà đã thay đổi hết mật khẩu. Và tôi đang không... tôi rất là mệt bởi vì là ở trong đó là họ cũng không cho ăn. Nhưng mà anh em ở ngoài thì cũng có gửi vào, cứ lấy chân thụi vào bụng tôi, và rất nhiều thanh niên đã bâu vào quanh để bắt tôi. Khi vào trong công an huyện Sóc Sơn, tôi cũng nói rõ, kể cả các anh có bắt, có giết tôi thì đó là cái quyết định của tôi khi tôi đòi hỏi cái quyền lợi chính đáng của mình. Và đến chiều nay, cái thằng đại béo đó
nó lại nói rằng là nó đang trấn áp tội phạm, và tôi vừa cãi nhau với nó, tôi vừa chửi nó một trận và tôi về. Tôi không có một cái đất nước nào như đất nước Việt Nam khi mà người dân phải phổ biến pháp luật cho công an. Không có một cái đất nước nào nó lại hỗn loạn như thế. Người dân phải đi phổ biến pháp luật ngược lại với công an. Để nó lại bảo chúng tôi là tao đang trấn áp tội phạm. Các bạn thấy thế nào? Tôi có phải là một tội phạm không? Hay tôi đang đòi hỏi quyền lợi hợp pháp của tôi tại cái BOT không có tên không tuổi đó? Và tôi đã tường trình rất rõ trong công an ngày hôm nay. Tôi nói rằng là tôi đi đến đó, gặp một cái trạm ma không tên, không biển hiệu, không thông tin dự án. Tôi dừng lại chưa đầy 3 phút, nó kéo tất cả các loại lại. Nó chắn đường thôi, nó không cho tôi đi. Tôi rất là mệt, nhưng mà tôi vẫn cứ phải lên sóng để các bạn thấy rằng là tôi không bao giờ khuất phục. Không bao giờ tôi khuất phục trước bằng bất cứ giá nào. Mặc dù là chúng nó đang dùng biện pháp bẩn bựa, cố tình để bắt bằng được tôi, để khép vào tôi vào cái tội gây là đang cản trở việc nó tát luôn đấy chứ bạn, nó bịt mồm luôn đây này, nó kéo tôi này, đây này tay chân này, đây các bạn nhìn ở trên này thì không rõ này, đây này, nó bịt mồm luôn, nó lấy chân nó thụi luôn vào bụng luôn chứ nó không để cho tôi được yên đâu, nó lôi vào trong nhà sình sịch như là một đấy, tôi càng đau thì tôi càng kêu, tôi càng kêu là thì nó càng ác, tôi càng bẻ quạt tay tôi luôn. Nó càng bẻ quạt tay tôi luôn, nó không cho tôi kêu, nó bịt mồm luôn. Nó lấy chân nó thụi vào bụng tôi luôn các bạn ạ. Nó dã man luôn. Tôi chưa từng thấy một cái trường hợp nào mà ở công an. Nhưng mà nó đi vào trong Sóc Sơn nó có làm gì chị? Vào trong Sóc Sơn thì không, nhưng mà lúc nó lôi chị vào trong nhà điều hành cơ. Nó lôi em vào trong trạm ấy chị ạ. Nó lôi bẻ quạt em luôn. Chứ còn vào trên công an thì chưa chắc nó lại nói không. Vào trong công an thì người ta làm việc, bởi vì là chúng tôi có phải là tội phạm đâu mà họ lại cư xử với chúng tôi như thế. Nhưng nó bẻ quật tay tôi luôn, đau đau sái tay luôn các bạn ạ. Tôi càng kêu thì nó bịt mồm, nó lấy chân nó thụi vào bụng tôi, cứ lấy chân cái thằng béo đấy, hai thằng các bạn nhìn trên Face đấy, cái thằng bây giờ nó gì đấy? Hai thằng đấy, thằng đấy đánh nhiều người của anh chị em mình lắm rồi đấy. Còn tôi nói với các bạn này, nó sử dụng cái chiêu bài tức là cứ cho mỗi người một cái biên bản xử phạt hành chính, thế là nếu đến lần thứ hai là sẽ bị khép vào tội là có tiền sự, và nó cố tình nó đàn áp mọi người bằng cách đó. Chị nói với Đệ Sơn là đây, cứ lấy ấy nó thụi vào bụng chị luôn, cứ lấy chân như này nó lên gối, lấy lên thụi vào bụng mình. Cái thằng đại béo ấy, với lại một cái thằng mà đi mặc quần bò đấy, xong nó bịt cổ mình luôn, mình em kêu đau quá thì bắt đầu nó bẻ quạt tay em ra đằng sau này hai tay luôn, bắt đầu nó bịt cổ mình, nó không cho mình nói nữa cơ chứ. Nó cướp điện thoại của chị này, nó thay đổi hết mật khẩu rồi còn đâu. Rồi ngay cái lúc đấy em mở, em tỉnh, mở ra phát cái báo cho mọi người bảo thôi xong rồi. Em đang có livestream là nó đã bị ấy rồi, đã bị mất rồi, không biết làm sao nó mở được mật khẩu của chị. Ngay cái lúc mà bị bắt phát là đã thấy em kiểm tra đã không còn rồi. Chị xem là còn đau ở đâu nữa không? Nó bẻ quặt tay đây, hai cánh tay đấy, nó bẻ quặt luôn, xong nó lấy chân nó thụi thôi. Rồi bảo là bây giờ phải đi khám. Đúng rồi. Khám để lấy ấy thương, tại vì nó xem bây giờ nó thúc vào bụng ấy, nó thúc vào bụng. Đây là nội thương chứ không phải ngoại thương đâu. Tôi chưa thấy một cái đất nước nào mà nó lại như thế này các bạn ạ. Người dân phải phổ biến pháp luật cho công an. Người dân phải làm đủ mọi cách để công an hiểu rằng đây là chúng ta đang đòi hỏi cái quyền lợi hợp pháp của chúng ta. Mà tội chị nói với Sơn nhá, chị dừng lại đấy đúng được chưa đầy 3 phút. Nó hôm nay tôi là chị hỏi một cái. Là tiếng cả chỉ có ở đây một tí, ai nhiều nhất có 30-40 phút thôi là. Vấn đề là nó không phải đây. Nó không mở barrier, chị hỏi cái là nó đóng cửa luôn, nó có mở barrier đâu. Em đi rồi mà tiền nó còn không, vé nó còn không bán. Nó không bán vé. Đây, anh em nhà tôi thì ở hết đây. Mọi người rất là lo lắng cho tôi cảm ơn tất cả mọi người. Thực ra thì trong những lúc như này, tôi cảm thấy rất là cảm động. Cảm động vì tất cả mọi người đã quan tâm đến tôi. Cảm động bởi vì sao? Bởi vì tôi cảm thấy rằng bản thân chúng tôi nhỏ bé quá. Chúng tôi ở trên một đất nước nhưng không có quyền tự do của chính mình. Chúng tôi đòi hỏi cái quyền tự do đi lại của chúng tôi nhưng không được. Và chúng tôi đã bị đàn áp. Bản thân như tôi, lần đầu tiên tôi được chứng kiến một người, tất cả một người, chỉ có một người phụ nữ. Tôi không có vũ khí, tôi không có một cái gì hết. Tôi chỉ có một cái mồm và một cái Facebook. Điện thoại thì bị cướp, người thì bị đánh. Và rất nhiều thanh niên. Người thanh niên được lưỡng.
áp tải để đánh tôi. Thì tôi nói thật với các bạn rằng là đó là một cái sự thật mà không thể nào chối cãi được. Mặc dù họ nói rằng là họ... Tôi hôm nay tôi nói với một anh công nhân công an trong đó, tất cả ở cái phòng tổng hợp đó, điều tra tổng hợp đó, chị nói với họ rằng là... Tôi nói với các anh rằng là chỉ có dân tộc và đất nước và nhân dân là trường tồn mãi mãi, còn thể chế nào cũng có thể là thay đổi. Vậy thì các anh đừng để nợ máu với nhân dân, các anh đừng hành xử với nhân dân như vậy. Các anh phải có trách nhiệm bảo vệ chúng tôi. Các anh phải đọc lại những điều khoản trong luật công an nhân dân và trong những cái nhiệm vụ của người công an nhân dân. Các anh đã làm đúng nhiệm vụ của cấp trên giao phó, nhưng các anh không làm đúng trách nhiệm của một người chiến sĩ công an nhân dân với người dân. Nếu như các anh thấy chúng tôi đang bị cướp bóc, đang bị bóc lột, đang bị trấn lột giữa đường thế, các anh phải có trách nhiệm tìm ra thằng nào cướp, tìm ra cái căn nguyên của nó khi nó xảy ra trên một địa bàn. Các anh phải tìm ra được cái căn nguyên của nó để các anh hành xử. Các anh phải tìm ra được cái việc đó và các anh phải đứng giữa trong cái giao dịch dân sự giữa người dân và doanh nghiệp. Tôi đã 5 lần 7 lượt đến doanh nghiệp, tôi 5 lần 7 lượt đến tất cả các cơ quan chức năng. Thế tại sao tất cả mọi người đều im lặng với tôi, trong khi đấy tôi đi qua tôi vẫn phải trả tiền cho bốt bẩn. Mà các anh cứ đòi yêu cầu tôi là phải trả là thế nào? Trong khi đấy tôi vào tôi chỉ cần hỏi một đơn giản, nếu họ đối thoại với tôi, họ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi sẵn sàng trả tiền. Nhưng họ không làm được điều đó và công an thì sẵn sàng đàn áp, thậm chí là đánh người như tôi ngày hôm nay là đánh rất đau. Bẻ quặt người tay chị đi. Và càng kêu thì nó bịt mồm và nó lại càng bẻ quặt đau tiếp và nó bắt đầu nó lấy gối nó thụi lên bụng mình. Chị biết nó tống em vào trong cái nhà điều hành, nó còn không mở cho mở cửa ra để nhìn ra ngoài nữa. Em hỏi là đây là cái trạm gì? Đây là nhà điều hành trạm thu phí hay là đây là đồn công an? Mà nó bịt kín luôn, nó không cho em nhìn, nó đóng cả cửa luôn, nó không cho nhìn ra ngoài. Mà tôi nói thật với các bạn là càng như thế thì ý chí của tôi càng cuột cường, không bao giờ tôi lùi trước tất cả những sai phạm. Và có đánh tôi thế, có giết tôi hôm nay tôi cũng nói rồi, các anh có giết tôi đi thì tôi vẫn cứ làm một cái ý chí như thế, không bao giờ tôi thay đổi cái suy nghĩ của mình nếu tôi cho đấy là đúng. Còn nếu như mà các anh thấy rằng là cái việc các anh cần phải làm đúng nhiệm vụ của người công an nhân dân, đứng giữa giao dịch dân sự của người dân và doanh nghiệp, thì tôi sẵn sàng đối thoại. Tôi cần một sự đối thoại cơ mà, chứ tôi có cần phải sự một sự đối đầu đâu. Tôi hoàn toàn cần một sự đối thoại, câu trả lời thỏa đáng cho tôi và cho tất cả những người tham gia phản đối BOT và tất cả những tài xế đi qua. Tôi cần một sự đối thoại chứ tôi không cần một sự đối đầu. Nhưng các anh đã không làm được cái việc đó. Trong khi đấy, doanh nghiệp, nơi mà xảy ra, chính ra cái nơi mà đã xảy ra xung đột đó, thì là chủ đầu tư trốn mất tiêu, chỉ để một số những con người ngồi trong cái chuồng sắt đó đóng cửa. Và thậm chí là cái thằng mà nói thật với chị là nó chỉ là cái thằng gọi là làm thuê thôi, nhưng nó sẵn sàng nó bắt người và nó đánh đập luôn. Chúng tôi cần một sự đối thoại, chúng tôi không cần một sự đối đầu. Nhưng các ông đã không cho chúng tôi một sự đối thoại, các ông cố tình bắt bớ và đánh đập. Còn doanh nghiệp thì nó trốn mất, chủ đầu tư nó trốn mất, nó đẩy công an về phía đối đầu với người dân. Mà không phải là tất cả ở đó, nhưng mà đã là một số thành phần. Và các bạn nhìn thấy, một số thành phần đã đuổi theo tôi, đánh tôi và bất chấp tất cả để đánh bằng được tôi, còn cướp điện thoại và thay đổi mật khẩu điện thoại của tôi, thay đổi mật khẩu của Facebook để phá cái Facebook của tôi. Bằng mọi cách phá hoại cái cuộc phản đối của tôi, bằng mọi cách không cho tôi đòi hỏi cái quyền tự do đi lại trên đất nước của mình, bằng mọi cách để trà đạp người dân, cho chúng tôi không còn quyền một con người nữa. Tôi thấy rằng là bộ mặt bẩn bựa của BOT Bắc Thăng Long Nội Bài, cũng như rất nhiều những bộ mặt bẩn bựa của các cái BOT khác trên toàn quốc này, nó đã đến lúc các ông không thể làm ngơ được nữa. Các ông phải có tầm nhìn vĩ mô cho tất cả các bốt bẩn. Các ông phải giải quyết triệt để và là phải quay lại đối thoại với dân, chứ không thể đối đầu với dân mãi được. Các ông không thể lúc nào cũng đưa chúng tôi vào cái tình thế là chúng tôi là những người đi phản đối. Mà các ông phải chấp nhận đó là chúng tôi đòi hỏi quyền lợi hợp pháp của mình trên đất nước của Việt Nam. Tôi cũng đã quay tất cả các live stream nhưng mà đã bị phá hết và xóa hết. Và Facebook thì mất hết rồi. Nó không phải là nó ấy, nó bắt bằng được tôi và nó bịt mồm. Nên là tôi nói với các bạn rằng là càng như thế thì ý chí của chúng ta càng phải quật cường hơn nữa. Bởi vì rằng là nó dở cái chiêu bài là cho mỗi người một cái quyết định xử phạt hành chính. Và hai lần như thế là chúng ta sẽ, một lần như này là chúng ta đã có tiền sự. Và hai lần như thế là chúng ta sẽ thành tiền án
Đúng rồi, anh Lê Dũng Vô Va, thằng đại béo cầm đầu và một cái thằng gì nữa đấy, cái thằng thằng mặt hầm 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 hầm. Một thằng hình sự. Cái thằng hay hay đội mũ đen đen này đúng không? Đấy, cái thằng hay đội mũ đen. Thằng đấy nó là thằng đấy nó cũng là thằng đại. Điện thoại của thằng đấy đúng không? Đúng rồi, nó là thằng bắt em đầu tiên. Đấy bắt cái đội nhóm mình. Nên là tôi nói với các bạn rằng là hai cũng là hai thằng đấy. Nó bẹo quặt tay tôi đi, càng kêu thì nó bịt mồm xong nó lấy chân nó lên gối. Sợ luôn, nhưng mà không bao giờ đánh được tôi và để cho tôi câm mồm được cả. Chiều nay tôi còn phải giảng giải giải pháp luật ở trong công an huyện Sóc Sơn nhá. Đến nỗi mà công an huyện Sóc Sơn phải bảo tôi lạy chị nói nhiều quá, chị hiểu am hiểu pháp luật quá, chị cứ ngồi im đây chúng tôi giải quyết. Bởi chị tôi nói này này, tôi nói thế mà các anh vẫn còn không giải quyết được cho chúng tôi đấy. Tôi nói suốt ngày tôi nói ra đả như thế mà các anh vẫn còn không giải quyết được cho chúng tôi đấy. Tôi giảng giải lại tất cả các điều luật cho các anh hiểu đấy. Còn nó sai ở chỗ nào tôi đọc vanh vách cho các anh nghe đấy. Thế tại sao các anh không bắt thằng cướp, các anh không đối thoại với dân mà các anh lại đi bắt người dân đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho mình? Thế chị hỏi ông Ly hôm nay ông có ở đây không? Hôm nay là gần như là trốn hết. Mà cái người ra quyết định ấy, cái ông Ly ấy nhá, là buổi trưa chị em mình đến đấy thì là thấy lên xe và đi chuồn mất luôn. Chứ nếu mà hôm nay ông Ly ở đấy là ông Ly phải ký cái quyết định đấy nhá. Tôi nói cho các bạn biết này này, quyền được đâu. Công an giao thông huyện Sóc Sơn, kể cả là phòng điều tra tổng hợp, tôi vào cái lắc đầu nguầy nguậy bởi mệt lắm rồi, chị ơi em mệt lắm rồi. Nhưng em phải thi hành nhiệm vụ. Và đúng, các em đã làm đúng nhiệm vụ của mình, nhưng các em chưa làm đúng trách nhiệm với dân. Tôi nói rõ là như vậy nhé. Các anh làm đúng nhiệm vụ của mình, vì nhiệm vụ của các anh là gì? Của các em là gì? Là được cấp trên giao phó. Còn trách nhiệm với dân là gì? Trách nhiệm với dân là các em phải bảo vệ người dân, bảo vệ cái đúng. Nhưng các em không làm đúng trách nhiệm với dân, mà các em chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình là được cấp trên giao khó phó như những con tốt thôi, như những con rối thôi. Họ chỉ ra bắt người là bắt người, đánh người là đánh người. Rất là mệt mỏi các bạn ạ. Trong công cuộc đấu tranh này của chúng ta sẽ có người phải trả nợ máu với nhân dân. Mà hôm nay tôi nói rồi, người dân thì nhân dân và dân tộc là sẽ trường tồn mãi mãi. Còn những người, những kẻ mà đã nợ máu với dân thì sẽ phải trả, không sớm thì chiều. Còn riêng cái thằng đại béo đấy, nó cứ ra nó nghênh ngang vậy. Nó ở quê tôi ấy, thì tôi cho nó vài cái tát vào mặt. Mà ngay lúc đấy ở công an Sóc Sơn tôi bảo luôn, tôi chẳng biết nó là thằng nào, nhưng mà vì là tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm, tôi là một người đàn ông mà có võ, tôi bật lại tôi đánh cho nó chết luôn tại đấy. Rồi muốn thi hành gì thì thi hành, muốn thi hành chống người thi hành công vụ thì chống nhá. Bởi vì tôi không biết nó là thằng nào, nhưng nó sẵn sàng đàn áp và đánh dân. Mệt mỏi vô cùng các bạn ạ. Trong công cuộc đấu tranh của chúng ta, tôi cũng nói rồi, cái việc đóng làn nó không phải là cái cách duy nhất, Yên Sơn ạ, để mình đi đến thắng lợi. Nhưng chúng ta không thể không đóng làn để chúng ta thể hiện cái ý chí của chúng ta được. Bởi vì đơn từ kêu lắm rồi, gửi đến các nơi rồi, mệt mỏi rồi, đi đến cả trạm để đòi hỏi cái quyền lợi của mình tại trạm rồi. Nhưng tại cái nơi mà xảy ra cái tranh chấp dân sự đó thì lại không được giải quyết triệt để, mà chỉ được giải quyết một bên cho doanh nghiệp thôi, chứ không giải quyết cho dân. Vậy thì chúng tôi làm thế nào? Chả còn cách nào cả, chỉ còn cách là đi qua đấy không trả tiền thôi nhá mọi người nhá. Tôi cũng đã đến lúc mệt rồi, nên mọi người gặp lại tất cả những người bạn bè quanh tôi đây, tất cả mọi người đã đến với tôi và chờ đợi tôi, còn nhiều nữa, anh em còn ở ngoài kia, ngoài kia còn nhiều nữa, còn đâu may mà còn vùng ra được không thì chắc bây giờ một xác hai mạng rồi chứ đừng tưởng. Nó đánh ấy, nó lấy chân nó thụi vào bụng mình đau không chịu được. Chỉ cần một phát này thì đúng là một chả một sát hai mạng. Cứ lấy chân thụi thôi, thế là em là cũng lên thì lấy xong là bị nó bắt đúng không? Em cũng bị bắt đúng không? Không, là bị bắt. Vợ chồng nhà thơ. Thế đâu rồi? Vừa mới về rồi, là lên thấy em bị bắt thì nó là đứa em họ em, nó mới lên nó hỏi xem là em có bị làm sao không. Thế là cũng bắt nó cũng bắn chọn vào. Có nghĩa hôm nay nè, cứ ra đấy là bị bắt. Không cần biết lý do, được chưa? Nói chung là bắt thừa còn hơn bỏ sót các bạn. Bắt thừa hơn bỏ sót. Cứ có mặt phải bắt. Ngay lúc đầu cái thằng đại đấy nó ra nó chỉ mặt là bà Tiếp, Huệ và Yến, nó chỉ thẳng mặt. Nói tóm lại này, nó cố tình nó bắt, nó đánh cho một trận để lần sau mày chừa là một. Cái thứ hai nó cho một cái biên bản vi phạm hành chính để chúng ta phải mệt mỏi đi khiếu nại. Cái biên bản đấy với chị không? Chả cho ra nhưng mà chị có tội đâu mà chị nhận. Mày điên, bà điên, bà tao chả làm sao cả. Chả làm sao mà tao nhận cả. Không, mình ký mình không nhận cái quyết định đấy, mình không nhận cái sai, lỗi sai đâu. Chị nói rõ là tôi không nhận lỗi này về thuộc về mình. Tôi không đồng ý.
Tôi không đồng ý với lại cái việc cái quyết định này. Tôi có làm gì là sai đâu mà phải. Thôi cứ tạm nghỉ tí đã chị ạ. Ở đây thì nói đi Thuyền. Còn bên kia có ba anh. Thì nói đi, thì nói đi. Thì nói kiểu gì thì chả nói gì nữa thì mệt lắm rồi. Bảo mọi người tôi mất Facebook. Em bảo từ lúc đấy rồi, bảo ngay từ lúc đấy thì mệt lắm rồi nhá. Kiểm tra máy các này em biết ngay chị phải mất. Còn tồn tại nữa mà không bị lăn quay ra đã là một may mắn rồi. Nên là thôi chị Huệ chị cũng nói hết phần tôi rồi. Luật pháp ở Việt Nam như một trò đùa. Trẻ không tha, già không thương. Phụ nữ bà bầu lung tung xòe là bắt đất. Đấy, thế nên là các bạn chia sẻ nhá. Công bằng thì đừng có dẫm đạp lên. Đấy, chị tí nữa chị đi khám đi, không là nó nội thương là chết dở đấy. Dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình là ăn trên xác đồng loại. Các bạn ạ, nhá, thế nhá. Tạm thời là chúng tôi kết thúc cái livestream ở đây vì tôi cũng rất là mệt mỏi rồi. Xin chào cả nhà. Vâng, cảm ơn các bạn. Các bạn vừa theo dõi tường thuật của Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay 20 tháng 5 năm 2019 trong chương trình truyền hình thực tế về BOT sai phạm tại Bắc Thăng Long, Nội Bài và những người dân ở đây đã đấu tranh để giành lại điều lẽ phải cho mình và cho mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chào các bạn.